Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nguyễn Hằng Vlog nha. Thì hôm nay á, Hằng có làm cơm cuộn rong biển nha mọi người. Hôm nay á, trong video của Hằng á, thì có hai đứa cháu của Hằng nha. Thì Hằng mời tất cả mọi người cùng ăn cơm cuộn rong biển với mấy cô cháu của Hằng nha. Thì nói thằng nữa đi. Cắm này tương ớt này hơi cay nha. Cắm miếng này đây. Coi không? Út nhà đồn á là rồi gói về ăn trình lão cay đến giai đoạn cực thừa thấy không? Cái đường ngón này hơi cay à. Ăn nước rồi. Cái này mình nhỏ. Chưa không máu là từ nước hơi cay. Tôi nghĩ chấm đường ớt nha. Ăn mình dạng không? Chấm miếng nước đường. Nhà chị cho Nguyễn Minh Thuận. Cũng ngon quá nha. Dạ. Nói từ hết rồi. Dữ. Muốn hết những cái cà luôn rồi. Anh em muốn hết những cái cà luôn. Ngon quá. Cái này chừa cho caramel nữa nè. Cà rốt có thấy cái gì khác biệt trên này không? Nhìn thử đi, có thấy gì khác biệt không? Đâu có. Nè, cái này á, là nó lộn xộn nữa không? Còn cái này nhìn ra hình trong này giống như bông hoa nè, thấy không? Ok. Cái này Tiện ra đi chứ. Út là ăn cay ở mức lá bộ rồi. Ăn 4 trái ớt nè. Hả? Mày nói cho 4. Mày nói cho ăn 4 trái ớt bự không ngon. Thôi. Lớn con trái út ăn không được. Ăn chay. Cay lắm. Lên chay hàng đó. Lên chay hàng đó. Không hiểu. Nguyên luôn. Nước rồi. Không hết. Cái miệng cà rốt nhỏ quá. Không hết được một miếng cơm cuộn bự. Nè, chút ít nè. Ngọt. Không. Cà mè đúng rồi, nuôi luôn miếng à. Ây, tôi cay cái mè quá. Muốn cay ăn luôn hả con? Gắp mỗi người chừa vô cho mè làm sao? Không. Nói chung là quay là tôi thiệt cay cái mè nhiều nhất. Kỳ quá.
Thì gói bao dễ ăn được đi. Được. Cái này mới cay gấp gạo ngọt. Đó, cay gấp vừa vậy hả? Cay gấp ngọt không? Kìa, có rồi kìa, phút kìa, nó đũa nó gấp. Đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Đây đó. Ăn có, ăn cái này nó thay vừa ăn cơm không á. Mình ăn cái này nó có, không có rau rồi, nhà kia nọ nhiều quá. Ngon ha. Ngon, ngon lắm rồi. Ngon không? Này cơm chứ cơm bỉ gì nữa cá ngon ngon bỉ quá ngon ha là cây cứ mỏ ăn không ngon đúng. Con tưởng cho ớt này hơi cay cay. Ớt hơi thấy chưa? Cay. Con chết rồi. Bây giờ từ ớt đặc biệt cay mà. Cháu hay ớt đâu. Ớt còn môi chứ. Ớt còn chậm đó là môi dây nhỏ ăn mau hết. Ớt chờ mình cho bự luôn. Thôi hôm nay quay video tới đây thôi nha mọi người. Cày quá cái cây quá năng sắp nở rồi. Ổng này mấy miếng chờ cho caramel nha. Ăn hết luôn như thế này. Thôi giờ mình tạm ngưng video ở đây nha mọi người. Nếu mà mọi người yêu mến Hân á thì hãy cho Hân xin một cái đăng ký, like, share để ủng hộ kênh Nguyễn Hân Vlog nha. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người.